À lấy cái thước đo cho em cái. Đây quay lên sóng anh em một bộ phản. Bộ này đúng tên của nó gọi là bộ phản khuôn tranh. Đấy, bộ phản khuôn tranh gỗ lim. Gỗ lim Thanh Hóa. Hai miếng. Kích thước của nó là vào khoảng là 1m6 2m. Cái chiều 1m6 thì nó hơi non mất một tí. Hôm nay quay mưa quá. Đây. Kê vào tủ chè này là cũng đẹp phết đấy các bác ạ, không phải chuyện đơn giản đâu. Đây này, anh em nhìn cái vân này. Đấy, cái vân gỗ lim Thanh Hóa này. Đấy. 1m56. Rộng 1m56. Dài 1m97. Đấy, và 1m97. Nói chung là nó sẽ là kích thước gọi là mình gọi là 1m6 2m để cho nó quen mồm. Nhưng mà nó sẽ vào cái khung đẹp của nó, thế nên là nó sẽ bị tụt mất 1-2 phân để cho nó vào cái số đẹp. Đấy. Bộ gỗ lim Thanh Hóa nhá. Cái khung này của nó thì dày 6 phân này. Đấy, cái khung này của nó dày 6 phân, còn cái ván mặt của nó thì chỉ khoảng phân rưỡi thôi. Lành tít luôn. Đấy. Hơi mưa một tí nên là đây anh em nhìn này. Đấy, cái chất gỗ lim Thanh Hóa của nó, trời nó mưa quá nên là đâm ra nó không lộ được vân gỗ lên, anh em rất thông cảm cho. Đây. Chỗ này là đấy anh em nhìn này. Đấy. Trời nó hơi mưa nên là cái vân gỗ nó không được lộ. Bộ này là của nó là đẹp lắm đấy. Nó ướt hẳn nổi nữa. Ừ, hay là để lau, để anh em để lau qua anh kiếm cái rẻ màu tím đấy. Lấy cái rẻ tím ấy. Lau qua cái mặt đi cái cho anh em nhìn nó cho nó rõ. Đấy, ủi lau hẳn đi như này thì anh em nhìn đấy. Anh em thấy chưa? Đấy, vân lim Thanh Hóa này. Đấy, ướt hẳn thì nó lại dễ nhìn. Nãy nó lại long loang. Đấy, ui bộ đẹp quá các bạn. Đấy. Đấy anh em nhìn chỗ này vân quặt quặt thắn lại chỗ này cơ mà. Nào, phê chưa? Anh em nhìn thấy chưa? Đấy. Đấy, bộ này ở đây cái mễ của nó đây nhá mọi người nhá, cái mễ của nó thì là nó hơi mỏng manh. Anh em nào mà lấy thì mình đóng cho cái đôi mễ mới. Đấy, anh em nào lấy thì mình đóng cho cái đôi mễ mới nhá. Đấy, có hơn chục triệu thôi. Bộ này có hơn chục triệu bạc. Đóng cho cái đôi mễ mới thì yên tâm tuyệt đối. Đây các cái đường này của nó là nó cũng hơi hở tí này. Nhưng mà không việc gì cả. Anh em về ngồi trà làm sao cả. Đó, mình cũng bán luôn nhưng mình chỉ đóng mễ thôi, mình không dồn, mình không nhận dồn lại cái này đâu nhá. Bộ này được có vài 300 thôi anh em, cứ thế ngồi nên chả việc gì cả, không sao cả. Đấy, không sao cả. Anh em nhìn. Bộ rất đẹp. Rồi. Đấy. Cả mễ mới là 12 triệu nha anh em nhá. Cả mễ mới là 12 triệu luôn. Okay.